Phân sinh học WEHG là sản phẩm phân bón thế hệ mới được sản xuất với công nghệ số 1 của Hoa Kỳ. Đây là loại phân bón cho nhiều loại cây trồng khác nhau đã được Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam. Phân bón WEHG là chế phẩm hữu cơ sinh học thân thiện với môi trường, không làm cho đất bị nhiễm độc cũng như khô cằn, không sinh ra ruồi bọ sâu dày, làm gia tăng hàm lượng protein trong đất. Phân WEHG cung cấp chất dinh dưỡng dưới dạng phân thiên nhiên làm cho đất tơi xốp và thoáng khí, có hàm lượng đạm, lân, kali rất cao, rất cần thiết trong quá trình làm cho đất đai màu mỡ. Phân WEHG giúp nông dân sản xuất các loại rau quả sạch, an toàn, chất lượng cao, nâng cao năng suất và phẩm cấp nông sản, tiết kiệm chi phí đầu tư phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật và công lao động. Phân WEHG đã được người dân nhiều vùng trong cả nước, nhất là các tỉnh phía Nam, mệnh danh là thiên thần của nhà nông. Vụ xuân năm 2008, được sự hỗ trợ của Công ty Thế giới Thông minh, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Sơn La đã đưa vào sử dụng thí điểm phân sinh học WEHG để bón ứng dụng trên một số loại cây trồng như lúa xuân, rau ở thị xã Sơn La và chè ở Thuận Châu và Yên Châu. Tại mô hình bón phân WEHG cho lúa xuân của hai gia đình ông Lò Văn Sọn và ông Quàng Văn Lộc ở bản Pột, xã Trường Cơi do Trạm Khuyến nông thị xã triển khai với hai giống lúa như Ưu 63 và IR 64 trên cùng một diện tích 1.200 m2. So với ruộng đối chứng, số phân đạm giảm 1/3, thời gian sinh trưởng 119 ngày, số hạt trên bông từ 213 đến 215 hạt, số hạt chắc đạt từ 190 đến 192 hạt. Chiều dài bông đạt từ 24 đến 25 cm, năng suất đạt từ 8 đến 10 tấn trên 1 hecta. Và điều đáng nói là trên các diện tích phun phân WEHG, sâu bệnh, đặc biệt là dày nâu phát triển ít hơn. Diện tích nhà tôi thử nghiệm là dùng phân WEHG là 1.200 m2 và nó có rất nhiều ưu điểm. Thứ nhất là hạn chế được sâu bệnh. Thứ hai là giảm phân bón. Thí dụ thực tế là phân đạm thì tôi giảm được 1/3 so với ruộng đối chứng không phân thuốc. Phân này phân bón lá này rất hiệu quả nên mở rộng các bà con khu lân cận nên dùng phân này để cho vào sản xuất và năng suất tốt hơn, cao hơn. Ở hai xã Triềng Pha và xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, được sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông tỉnh và đại lý phân sinh học WEHG tại Sơn La, đã hỗ trợ bà con nông dân và Công ty Dịch vụ Phát triển Chè bón thí điểm trên diện tích 1 hecta với hình thức phun phân WEHG trên lá. Kết quả rất khả quan, chè phát triển tốt, ra búp nhiều, ngọn mập, búp dài, giảm được 20% các loại phân đạm, lân, kali. Điều đáng nói là thu được sản phẩm chè sạch có chất lượng cao. Đầu tư 10% phân sinh học WEHG phun cho chè đã thu được trên 4 triệu đồng 1 hecta từ bán chè tươi cho Công ty Dịch vụ Phát triển Chè Sơn La, tăng hơn 30% sản lượng và giá trị so với sử dụng các loại phân khác. Về cái nương ấy là phun thí điểm một cái phân WEHG ấy là nói chung là phun cái loại phân đấy là nó cũng vẫn hiệu quả hơn. Vậy là mọi năm thì chưa có cái phân đấy thì cũng chưa biết dùng. Mỗi cái đầu tiên năm nay là đầu tiên dùng đầu tiên thì bà con cũng chưa được dùng, thì bây giờ cái phân này là chè lá nó cũng lên tốt, với là cái úp nó cũng vừa giòn vừa dài, cũng tốt so với cái loại phân khác ấy. Thế vừa rồi thì qua Trung tâm Khuyến nông thì chúng tôi có sử dụng cái phân WEHG của công ty gọi là Thông minh gì đó. Thấy cái hiệu quả thì qua một số lần phun với cho bà con phun thí điểm thì một số cái mô hình đấy thì cơ bản là về cảm quan thì chúng tôi nhận định là cây chè sinh trưởng tốt. Bằng kiểu cách là nhìn qua cái màu sắc của lá, rồi cái giữa khoảng cách giữa lá đến lá nó dài hơn so với một số cái phân bà con đã dùng. Tiếp tục thì chúng tôi cũng khuyến cáo tiếp để cho bà con dùng cái phân này. Thì qua cái thời gian sử dụng thì bà con thấy hiệu quả, thì bà con có nhu cầu thì chúng tôi sẽ trực tiếp liên hệ với các anh để tiêu thụ cái sản phẩm cho các anh. Tại bản Thanh Yên 1, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, trên mô hình 3.000 m² chè của gia đình ông Trần Văn Thường đã sử dụng phân sinh học quét phun cho chè. Ngay lứa đầu, chè đã phát triển tốt, sinh trưởng nhanh hơn, lá xanh đậm, búp to dài. Mật độ búp đạt 390 búp trên mét vuông, sản lượng tăng 10%, đất tơi xốp và hạn chế sâu bệnh phát triển. Đất này là tôi mới sử dụng của ngày mùng 5 tháng 7 năm 2008. Từ hôm đến hôm nay nữa là vào 1 tháng rồi. Thì chủ yếu cái này là mấy thư khảo nghiệm thứ nhất là về cái búp trên tán chè. Còn về nếu mà có điều kiện bà con ta sẽ phun xuống dưới đất nữa thì sẽ làm cho cái lượng đất là nó sẽ tơi xốp. Đấy, cái chè là phát triển mạnh, chống được sâu bệnh. Thí dụ như là cái vấn đề là chống được cả kháng các loại bệnh như dẹp giày xanh, rồi là loại nhện vàng. Thế phải là qua cái đấy thì là thực tế năm nay tôi sử dụng nên rất là tốt. Thế cho nên là cái chè thì lại là gọi là chè sạch, là không xuất khẩu, là rất là tốt. Thế qua cái đấy là rất đảm bảo về cái phân vét của Mỹ này. Cũng tại bản Thanh Yên 1, vùng ngô xuân hè này, gia đình anh Nguyễn Công Chính đã trồng 4 ha ngô lai giống năm 5252 và sử dụng phân quét phun cho ngô 2 lần. Ngô phát triển đều qua các giai đoạn, lá màu xanh thẫm, bắp to, vượt trội so với mọi năm. Cũng với diện tích này, hàng năm anh phải bón 2,5 tấn phân lân, 2 tấn phân đạm. Thì vụ ngô xuân hè này với 20 lít phân quét phun cho ngô với giá 2.800.000 đồng, gia đình anh Chính chỉ phải bón 1,5 tấn lân và 7 tạ đạm, tiết kiệm được gần 6 triệu đồng nếu phải mua phân đạm. Tôi cũng thử nghiệm phân quét năm nay là đầu tiên, thì có thấy nó sự khác biệt giữa phân quét và phân hóa học. Qua thời kỳ sinh trưởng của các thời kỳ sinh trưởng của cây ngô thì gia đình nhà tôi có 4 ha đã sử dụng, và nhìn chung thì là cây ngô phát triển qua các giai đoạn là rất là tốt. Thế về cái phần chi phí vật tư thì là so với cả phân hóa học thì là chúng tôi đã có giảm đi được rất đáng kể. Thế còn về cái năng suất thì trong cái mức độ mà đánh giá là năm nay so với cả mọi năm không sử dụng thì phân có cho năng suất cao hơn, ước tính khoảng 9 tấn 8 đến 9 tấn trên một ha. Từ thành công bước đầu của các mô hình sử dụng thí điểm phân quét, Trung tâm khuyến nông tỉnh đã phối hợp với trạm khuyến nông huyện, khuyến nông cơ sở và các hộ triển khai mô hình tổ chức các cuộc hội thảo đầu bờ để đánh giá hiệu quả của việc sử dụng phân hữu cơ sinh học quét đối với các loại cây trồng. Các hộ nông dân tham gia mô hình đánh giá cao loại phân sinh học này, đó là tăng năng suất sản lượng cây trồng, giảm được tỷ lệ bón các loại phân khác, tăng độ mùn cho đất, giảm sâu bệnh, đặc biệt là rầy nâu, dây chè, không gây độc hại cho con người, dễ sử dụng, giảm công bón phân và giảm lượng phân đạm. Phân quét của công ty Thế giới Thông Minh được hỗ trợ cho Sơn La để anh em tôi đã triển khai vào 3 huyện. Huyện Yên Châu là mô hình trồng cây chè, thị xã là 2 mô hình lúa và mô hình rau, và huyện Thuận Châu là mô hình cây chè. Qua quá trình thử nghiệm thì đến nay có thể khẳng định rằng trên cái phân quét đã được bà con sử dụng thì đã đạt được một số cái hiệu quả. Trên cây lúa thì đảm bảo được cái năng suất cho cái trên 1 ha là làm lợi cho người dân, có thể nói là từ 6 đến 7 triệu đồng mà giảm được cái lượng phân đạm từ 10 đến 15%. Hai là quá trình chăm sóc thì bà con đỡ vất vả hơn. Không những thế mà người dân qua thực hiện mô hình đều rất là phấn khởi. Trong chương trình năm tới thì anh em tôi là cố gắng là với góc độ là Trung tâm khuyến tỉnh sẽ cùng với phối hợp các cái trạm khuyến nông để làm sao mà tuyên truyền hướng dẫn dân để sử dụng cái phân sinh học này, vì cái tác dụng của nó ngoài cái năng suất cây trồng, nó là một cái phân mà sạch. Phải nói rằng cái là trong chương trình là khuyến cáo của ngành nông nghiệp hiện nay, một trong những phân mà có thể là bà con ta ứng dụng tốt để phát triển cây trồng trong những vụ tới. Từ kết quả bước đầu của các mô hình bón phân sinh học khuét, Trung tâm khuyến nông tỉnh khuyến cáo các trạm khuyến nông và bà con nông dân trong tỉnh cần nhân rộng việc sử dụng phân sinh học khuét cho các loại cây trồng công nghiệp như chè, cà phê, cây ăn quả, các loại rau, đặc biệt là lúa xuân, lúa mùa, để góp phần tăng năng suất cây trồng, tạo ra những sản phẩm nông nghiệp sạch, có chất lượng cao, góp phần tăng thu nhập cho người nông dân, đóng góp tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo ở một tỉnh miền núi như Sơn La.